ngày ra ngoài thế này, cứ tìm cái gì đi bán lấy chi tiền về giao vào đây. Đâu đấy? Tôi chuẩn bị đi chặt thì lá rong về đi bán, lấy tí tiền để rào mua tí lưới rào lợn ấy. Phá anh? Lợn phá quá. Đi xa không cho em đi với? Cũng hơi xa đấy. Bẩm ơi, lại bỏ mũ rồi. Đấy, đợi cho. Ừ, đây để mũ vào. Đợi mũ vào lạnh cơ. Lạnh, gió lạnh lắm. Yeah. Ừ, lạnh quá. Ui. Nào nào, ngoan mặt. Ừ. Im đi mình. Ai nhiều thế? Hả? Ui, lại toàn tháo mũ ra thế này nhỉ? Lạnh, trời lạnh mới toàn tháo mũ thôi. Tháo mũ ra rồi. À, lên rừng nha. Nào. Cầm nào. Để lạnh quá. Ôi trời ơi. Sao lạnh thế? Hả? Ai nhờ? Ê! Ừ. Nhiều mà nó bé quá nè, chắc phải đi chỗ khác tìm thôi. Nó bé này trên người ta lại có nhiều này. Lắm kìa. Đâu? Nhưng mà chỉ gói bánh được thôi. Thank you.
nóng này. Đây, cái gì đây? Này, cho con một lá này. Này. Đấy. Đẹp nhé. Xuống nhá, xuống bế nhá. Nhá. Để xuống bế một tí. Nó đỡ nhiều không ạ? Trên lưng này nó khó chịu lắm. Nè, tay ai đau đây nè. Sợ chưa? Sợ lắm nhỉ. Ây ây ây. Lá nhé, mẹ cuốn lá nhé.
kia này. Để tí lấy tiếp. Ui ui có dao. Nào. Dính chân bây giờ. Bây giờ. Đấy. Ở dưới kia không biết có cây sẹ không à? Dưới kia? Ừ. Chắc là có. Ở trong rừng thì đoạn nào có mà. Em đi trước này. Ừ, đi. Phải đùa đâu. Đường khó đi để anh phóng lên đấy. Nào, đường khó mà. Cho chú cống nha. Đi về nhá. Bán lấy sữa nhá. Thôi. Cười à? Đi về nhá. Ấy. Cống nha.
đoạn này hơi dốc đây. Bao nhiêu đấy? Đây 1.000. Dạ. Vậy thế à? Đây 1.000 thôi. Bà mua nhiều lắm, cháu bắt bà mua 2 chút.
xa xôi quá, giờ đi mua đồ các kiểu đi xa quá mình có vất vả em lắm không? Bình thường mà anh. Em ở nhà chồng từ ngày lấy chồng em cũng có được ngày nào gọi là nhàn nhã đâu. Nắng mưa cứ phải đi con đi làm suốt. Lấy chồng mà anh ấy đi làm xong là lúc có một ít tiền thì anh ấy lại bỏ chạy theo gái, thế là hai mẹ con em ở nhà cũng không được yêu thương. Sáng sớm là phải dậy đi làm. Anh ở đây xa xôi chào lãnh, giờ anh cũng muốn kiếm một người bầu bạn với anh lúc anh ốm đau. Anh là người tốt, cũng dễ tìm kiếm thôi mà, chẳng qua duyên số là chưa đến. Thôi anh mình lại đi tiếp đi, trời sắp muộn rồi. Em đi về đi. Đoạn này trơn quá. Này giờ khổ thân cho em lắm rồi. Không sao đâu. Giờ ướt hết người rồi còn phải vui thêm. Trời lạnh quá. Đây ngồi nhẹ nó ấm nhá. Cho hai mẹ con ngồi đây nhé. Để anh đi giặt quần áo cho. Quần áo em bỏ trong chậu chưa? Em bỏ trong chậu rồi nhưng mà anh cứ để đấy, kệ em, chắc người em giặt. Không phải giặt đâu. Để anh giặt cho, em cứ ngồi đi.
cháu nó khóc.